Lâu quá rồi mình không làm video phân tích về cổ phiếu và mình cũng rất là nhớ nghề. Từ lúc Tết tới giờ thì mình đi chơi khá là nhiều và mình up video về du lịch khá là nhiều. Và cũng chính vì vậy mà cái kênh này của mình nó bị giảm tương tác một cách rất là kinh khủng luôn. Do là những cái video về du lịch của mình nó không có được đẹp bằng những cái video khác nên là nó không có lượt view nhiều. Mà mình thấy rằng á là khi mà mình làm về video về cổ phiếu á, thì được sự quan tâm nhiều hơn. Và thật sự thì mình cũng rất là nhớ nghề, nhưng mà mình sẵn tiện thì mình up những cái video mà về du lịch để mình lưu lại kỷ niệm của mình luôn. Nên là bữa giờ cũng không có thời gian, Tết nó cũng rất là nhiều việc. Các bạn không biết ăn Tết có vui vẻ hay không. Nhưng mà riêng mình á thì năm nay á mình thấy là đối với đại đa số mọi người á là một năm kinh tế rất là buồn, nên là vì vậy á mọi người cũng là thắt lưng buộc bụng và cái mùa Tết năm nay á nó cũng không có mấy vui vẻ như là Tết của hàng năm ha. Còn mình thì năm nay thì cổ phiếu lên rồi, mua mới á thì cũng không dám mua tại vì nó không có đúng với nguyên tắc của mình, mà bán đi á thì nó lại tiếc nên là mình vẫn để cho danh mục của mình nó chạy vậy thôi, chứ mình cũng không có mua mua bán nữa. Nhưng mà một cổ phiếu mình sắp giới thiệu với các bạn đây cũng không có gì xa lạ, đó chính là cổ phiếu của ngành điện TV2. Và mình tin chắc rằng là cổ phiếu này nó sẽ vẫn còn tăng giá nếu mà các bạn mua ở những cái vùng giá như thế này. Và mình tin rằng á mà khi mà có những câu chuyện của cổ phiếu này nó được kể thì cùng với lúc đó thì giá của nó tăng đến một cái tầm cao mới. Và chúng ta hãy cùng nhau là xem xét coi là báo cáo tài chính quý tư năm 2023 của TV2 nó có gì đặc biệt hay không, và những gói thầu mới của nó là cái gì thì mình sẽ cập nhật trong video này. Mặc dù á là bây giờ thì phân tích báo cáo tài chính quý tư thì nó hơi trễ rồi, tại vì bây giờ là sắp ra báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 rồi. Nhưng mà không sao, với vùng giá này mình tin là các bạn mua cổ phiếu này vẫn có lời. Và xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh của mình. Dành cho bạn nào lần đầu tiên ghé xem kênh của mình thì đây là kênh mà mình chia sẻ về kinh nghiệm kiếm tiền và du lịch. Một lần nữa xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trước tiên là mình sẽ cùng nhau đi coi coi là tại sao mà mình nói là cổ phiếu này nó vẫn còn tăng giá ha. Thì mình thấy rằng á là nếu mà theo trường phái phân tích kỹ thuật, theo nền tích lũy á, thì nó đã tích lũy được một cái nền từ tháng 8 luôn rồi. Đa số cái cổ phiếu là nó được tích lũy từ tháng 8 nha các bạn. Cái nền này có thể là mình zoom vô á, thì mình nhìn thấy nó hơi rộng, nhưng mà đây cũng được coi là một nền tích lũy. Và khi mà bạn mua cổ phiếu ở cái vùng giá này thì mình tin chắc là nó sẽ rất là an toàn. Tại vì á, bạn biết cái dòng tiền mà khi mà nó mua ở dưới này nè, khi mà cái dòng tiền nó mua ở dưới này nè, thì khi á mà cổ phiếu nó giảm về đây á thì sẽ không có ai mà bán cổ phiếu nữa. Nên là mình nghĩ rằng á khi mà các bạn mua cổ phiếu ở những cái nền tích lũy mà nó dài như thế này á thì nó sẽ an toàn hơn là các bạn mua cổ phiếu ở những cái nhịp tăng nóng ha. Nếu mà nói về nền tích lũy á thì bữa giờ mình xem video của anh Doãn Đức nè, nè chứng khoán hôm nay nhận định thị trường nè, video mới của ảnh nè. Bữa giờ thì mình xem video của anh này hơi nhiều và mình rất là khoái cách mà phân tích của ảnh về cái nền tích lũy. Đối với mình á thì cái trường phái nào á nó cũng có những cái ưu điểm và cái nhược điểm riêng, nên là khi á mà mình học một cái trường phái nào đó thì mình nên lựa những cái gì mà gọi là tinh túy, mà những cái gì gọi là an toàn nhất mà mình học và mình áp dụng coi là nó có ổn hay không. Và từ đó đó thì mình tin chắc rằng á là các bạn sẽ kiếm tiền được trên thị trường chứng khoán. Và nói thiệt luôn là tâm sự một tí xíu về cái kênh của anh Doãn Đức này thì video của ảnh á mình cứ coi đi coi lại một cái lượng kiến thức rất là nhiều về phân tích kỹ thuật. Và là video này mình coi chưa xong á thì qua ngày mai anh lại livestream và có một cái video khác. Và đại khái trong các video của ảnh á thì ảnh đều khuyến nghị á là mua cổ phiếu ở những cái vùng tích lũy đủ dài. Đó thì mình cũng thấy là cổ phiếu TV2 này nó cũng tích lũy đủ dài, và mình tin chắc luôn khi mà song hậu 2 nó được ký kết thì chắc chắn là cổ phiếu này nó sẽ tăng giá ha. Rồi mình cùng nhau là đi vào
À còn thêm một cái nữa, quên nói với các bạn là sắp tới thì mình định là livestream để mà trả lời những cái câu hỏi thắc mắc của các bạn, hỏi đáp về cổ phiếu, và mình hy vọng là các bạn sẽ like cho mình, chia sẻ cho mình thật là nhiều để mà kênh của mình được nhiều người biết tới, mà khi mà livestream thì mình cảm thấy hứng thú hơn, đúng không? Mình sẽ thấy hào hứng hơn và mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho kênh YouTube này ha các bạn. Tại vì mình chia sẻ với các bạn kiến thức là miễn phí, và khi các bạn like lại cho mình miễn phí, chia sẻ lại cho mình miễn phí thì không ai nợ gì nhau ha các bạn ha. Nên là mình hy vọng là các bạn sẽ nhấn nút like. Nếu mà bạn nào quên nhấn nút like thì nhớ nhấn nút like cho mình. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau là bóc tách mẫu xẻ cái cổ phiếu TV2 này, cổ quý tư năm 2023 nó có gì đặc biệt. Cái đầu tiên mình muốn nói với các bạn trong cái slide đầu tiên nè, đó chính là các bạn sẽ thấy là cái diễn biến lợi nhuận sau thuế nó đi chung với cái diễn biến giá y chang với nhau. Ở đây mình sẽ thấy là cái lợi nhuận sau thuế nó tạo đỉnh vào quý 3 năm 2021, và mình có kẻ cái đường màu đỏ nè, quý 3 năm 2021 là vào tháng 10 á, thì nó tăng được một cái nhịp nhỏ ở đây thì nó bắt đầu nó đổ đèo ha, thì nó đổ đèo y chang như là cái lợi nhuận sau thuế luôn. Và đến quý 3 năm 2022 thì ở đây là bạn nào cũng biết là khi mà tháng 10, tháng 11 năm 2022 á, thì đa số các cổ phiếu là bắt đầu tạo đáy và bắt đầu đi lên ha, thì cổ phiếu này cũng y chang. Và khi mà đi đến đây á, thì một cái điểm đặc biệt á, là trong quý tư này, trong quý tư này nha, cái đường lợi nhuận sau thuế nó không có đi chung với cái đường giá cổ phiếu. Và các bạn đã thấy đó là cái lợi nhuận sau thuế của quý tư năm 2023 thì nó bắt đầu nó cắm đầu xuống, nhưng giá cổ phiếu nó vẫn tăng. Mình nghĩ rằng á, nó thể hiện cho một điều á, là nhà đầu tư đã thấy một cái gì đó, đã kỳ vọng một cái gì đó, dẫn đến là cái nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu và không bán, dẫn đến là giá cổ phiếu nó vẫn giữ ở cái vùng giá 40 như thế này ha. Như nãy mình nói là giữ vùng giá ở vùng tích lũy như thế này ha. Và một cái lượng thanh khoản đây, nguyên một cái cục thanh khoản dưới đây nè, đó các bạn thấy không? Rất là nhiều. Và mình nghĩ rằng là ngay cả bản thân mình cũng vậy, khi mà mình mua cổ phiếu là mình cũng không bao giờ mình muốn bán cả. Bởi vì trước khi mà mình đầu tư một cái mã cổ phiếu nào thì mình nghiên cứu rất là nhiều ha, đọc rất là nhiều tài liệu. Vì vậy mà mình nghĩ rằng là cái nền tích lũy này nó khá là tốt và nó khá là an toàn khi mà các bạn mua vào. Tiếp theo là cái nghịch lý đầu tiên là cái lợi nhuận sau thuế nó không diễn biến đi chung với cái đường giá cổ phiếu, dẫn tới là mình sẽ phân tích là cái kỳ vọng của nhà đầu tư trong quý tư này và trong quý 1 và quý 2 năm 2024 là nó có những gì. Thì mình phân tích sâu về cái cục khoản phải thu khách hàng. Mình có rất là nhiều video phân tích trên YouTube về cái cổ phiếu TV2 này, thì mình thấy là không có ai mà phân tích về cái cục khoản phải thu. Thì cái cục khoản phải thu mình cũng đã nói với các bạn rất là chi tiết trong cái video là cách đây khoảng 6 tháng về TV2 phần 1 và phần 2, thì các bạn lục lại các bạn coi. Và đến quý 4 năm 2023 thì cái cục khoản phải thu của công ty đầu tư năng lượng tái tạo Cà Mau nè, thì nó đã giảm đi một nửa, từ 1.000 tỷ nó giảm xuống còn 500 tỷ, thì ở đây là một cái điểm tích cực. Cái thứ hai là cái tiền phải trả người bán á, thì các bạn sẽ thấy á, là cái công ty này nó đã trả công ty này được 600 tỷ và nó còn nợ công ty này chỉ 300 tỷ thôi. Chúng ta giao quy một tí xíu coi coi là cái cơ cấu tài sản nó như thế nào. Thì đây cục khoản phải thu thì nó cũng đã giảm ha. Và cái cục mà phải trả người bán này nó đã xẹp xuống. Còn một cái điều mà mình cần lưu ý á, là qua slide tiếp theo là mình sẽ thấy là cái cơ cấu lưu chuyển tiền của nó nè. Bạn sẽ thấy là cái tiền năm nay nó lưu chuyển nó hơi bị xấu nè ha. Cái cục màu vàng ở đây là cái tiền mà nó mượn nợ, và năm nay cái biểu đồ này nó cho thấy là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và dòng tiền từ hoạt động đầu tư nó đã lấy đi tiền mặt của công ty này, và nó bổ sung tiền mặt bằng cách là nó đi vay thêm nợ. Và mình coi cái cục nợ nè, cái cục nợ của nó hiện tại đang chiếm là 8.38% trên tổng tài sản. Nhưng mà so với quý 3 năm 2023 thì cái cục nợ này nó đã nhiều hơn. Quý này thì nó đang vay là 2
106 tỷ nhưng mà quý 3 nó chỉ vay có 97 tỷ thôi. Có nghĩa là nó phải vay thêm tiền để mà nó trả người bán ngắn hạn. Có nghĩa là nó vay thêm tiền để nó trả cho người bán ngắn hạn, và đồng thời là nó cũng thu được một cái cục phải thu. Mình qua slide tiếp theo là mình sẽ thấy nè, thu được các khoản phải thu là 400, đã trả các khoản phải trả là 600, và nó phải đi vay nợ để nó trả cho các khoản phải trả ha. Thì đây là một cái điểm mà gọi là sao ta, cái điểm gọi là không tốt lành gì mấy. Bạn phải bỏ tiền ra, bạn trả nợ và bạn đi vay ngân hàng, bạn trả lãi cho ngân hàng, nhưng mà bạn cho người khác chiếm dụng vốn thì đó là điều không tốt. Còn một điều đặc biệt nữa mà mình muốn nói về cái tỷ lệ nợ, thì do là cái công ty TV2 này nó là về xây lắp nên là nó không cần phải là bỏ ra tiền quá nhiều để mà nó xây tài sản cố định, để mà nó phát điện, mà nó chủ yếu là nó đi xây lắp và làm tới đâu thì nó thu tiền tới đó, nên là cái tỷ lệ vay nợ của nó là khá an toàn và cái cục tài sản cố định của nó cũng khá là thấp ha. Doanh thu năm nay, xin lỗi các bạn, là nó là 1.000 tỷ ha, so với năm trước thì nó giảm. Mặc dù là cái quý 4 năm nay so với quý 4 năm trước nó tăng gấp đôi, nhưng mà là cái lũy kế trong năm nay của nó là so với năm trước là nó giảm khoảng 300 tỷ. Thì với mặt cái doanh thu mà 1.000 tỷ này thì nó gọi là cái vùng đáy của doanh thu của công ty này. Tại vì so với hàng năm, các bạn coi cái đường doanh thu của nó so với hàng năm thì cái doanh thu của nó là tầm 3.000 tỷ luôn các bạn. 1.600, đây là quý. Các bạn coi là cái doanh thu hàng năm của nó là tầm 3.000 tỷ ha. 3.600 tỷ nè, năm 2021 nè, năm 2020 nè, 3.300 tỷ nè. Tại sao mà doanh thu năm nay nó lại chỉ có 1.000 tỷ và nó giảm 70% như vậy? Thì mình đọc trong báo cáo phân tích của Vietcombank á, chứng khoán Vietcombank á, thì mình thấy rằng là nó nói là do là quy hoạch điện 8 vừa mới triển khai từ tháng 5 năm 2023, nên á là các công ty mà xây lắp này nè chưa biết phải xây như thế nào, nên là các hợp đồng á nó chưa được chân chu, và khi mà chưa được chân chu như vậy á thì nó sẽ chậm trong cái khâu mà thi công. Tại vì á quy hoạch điện 8 nó ra thì phải làm đúng như theo quy hoạch của chính phủ ha. Nếu mà các bạn làm sai thì nó xảy ra chuyện gì thì các bạn biết rồi ha, đúng không? Nên là do vậy á, nên là nó làm chậm đi, và khi mà chậm đi như vậy á thì cái doanh thu của nó thu về ít hơn mọi năm. Và hy vọng á là năm nay sau khi mà quy hoạch điện 8 triển khai được 1 năm rồi thì hy vọng là các công ty xây lắp như thế này nó sẽ có nhiều hợp đồng hơn và doanh thu của nó thu về nhiều hơn, từ đó là lợi nhuận của nó sẽ kiếm được nhiều hơn. Trong cái tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ á thì nó sẽ không bóc tách chi tiết như là các báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán. Trong cái doanh thu này các bạn sẽ thấy là chiếm trọng số lớn nhất là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Và ở đây nếu mà bóc tách ra thì nó sẽ gồm là mảng MPC và mảng quản lý vận hành. Mảng MPC là mảng xây lắp thi công, và mảng quản lý vận hành là cái mảng gọi là khi mà xây lắp thi công xong rồi người ta sẽ bắt đầu là người ta thuê mình để mà mình quản lý vận hành ha. Thì trong đây là mình kỳ vọng cái mảng MPC nhiều nhất, và đặc biệt vào tháng 6 năm 2024 thì mình sẽ biết được là nó có EBC được cái sông Hậu Hà hay không. Rồi mình sẽ thấy một điều nữa là trong chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí quản lý cho nhân viên là nó tăng gần gấp đôi nè. Mà không biết là nó chi cái gì thì cái này thì phải bóc tách sâu, phải tự tra rất là nhiều và mình cũng chưa tra được, nên là hiện tại là mình đang ghim cái chỗ này để mà mình coi coi là quý sau nó có tăng gấp đôi hay không và nó như thế nào ha. Tại vì cái chi phí này nó rất là nguy hiểm đấy. Tại vì cái chi phí cho nhân viên này nó cao, không phải là nó xấu mà nó cao, nó sẽ có hai xu hướng. Xu hướng đầu tiên mình nghĩ là nếu mà trả quá nhiều cho nhân viên, hoặc nói
Đúng ra là thí dụ như ông lãnh đạo, ông cố tình ông trả lương cho ông nhiều để ông rút ruột công ty, là tình huống thứ nhất, là tình huống xấu. Còn cái tình huống thứ hai nữa, chi phí cho nhân viên càng cao, chứng tỏ là năng lực của nhân viên càng tốt thì mới được trả lương cao. Và khi mà năng lực tốt như vậy á, thì cái công ty này nó sẽ có nhiều hợp đồng hơn và công ty này nó sẽ kiếm nhiều tiền hơn. Quan trọng á là cái tiền mà bỏ cho nhân viên như thế này nó sẽ thu về cái lượng tiền bao nhiêu nha các bạn, chứ không quan trọng là nó cao hay là nó thấp. Nên là cái khoản này nếu mà nó tăng gấp đôi á, thì các bạn phải coi coi là quý sau, quý 1 nè, quý 2 năm 2024 á, nó có gọi là nó có thu về nhiều tiền hơn là bây giờ hay không thì mình mới biết được. Còn nếu mà so với năm nay á, thì mình thấy là cái doanh thu của nó mang về không có nhiều, nên là không có kỳ vọng gì cho cái năm 2023 cả. Nhưng mà giá cổ phiếu nó đã phản ánh rồi, nên là mình nghĩ rằng là doanh thu trong quý 1 này nó sẽ tăng lên nhiều ha. Dự phòng khoản thuế thu khó đòi thì mình thấy rằng là nó cũng đã tăng cái khoản dự phòng này lên, số dự phòng, số dự phòng đây nó đã tăng lên từ 44 tỷ lên là 50 tỷ, và mình nghĩ rằng cái con số này thì nó cũng khá là nhỏ ha. Còn cái số dư nợ thì là 76, đây là 64, thì số dư nợ nó đã giảm. Mình nghĩ là cái công ty Cà Mau nó thu về một đống vậy á, thì nó sẽ giảm được cái số dư nợ này ha. Tại vì cái tổng số mà khoản phải thu của công ty này, công ty TV2 á, nó phải thu cái công ty Cà Mau á, thì cái tổng số nó rất là lớn. Nên là mình sẽ quan tâm, đặc biệt lưu ý đến công ty Cà Mau nhiều hơn. Và đối với mà những doanh nghiệp xây lắp, xây dựng á các bạn, thì mình sẽ không thể tránh khỏi được những cái khoản phải thu đâu. Nên là mình hãy tập làm quen dần đi. Mình coi coi là nó có quản lý tốt cái khoản phải thu hay không là được. Và mình coi coi là cái khoản mà nó vay nợ có nhiều hay không là ok. Nếu mà cái tỷ lệ vay nợ nó thấp mà khoản phải thu nó nhiều và nó vẫn thu về khoản phải thu được á, thì nó cũng không có mấy rủi ro đâu. Rồi cuối cùng, khi mà đọc báo cáo phân tích, cái báo cáo phân tích này mình nhai đi nhai lại hoài luôn á các bạn. Và mình thấy rằng á là VCBS nó dự tính là, các bạn lưu ý nha, chưa bao gồm dự án nhiệt điện sông Hậu 2 á, chưa bao gồm dự án nhiệt điện sông Hậu 2 thì VCBS ước tính là doanh thu của nó trong năm nay là 2.000 tỷ nha các bạn. 2.000 tỷ thì so với năm 2023 thì nó gấp đôi ha. Và khi mà doanh thu tăng gấp đôi á, thì cái lợi nhuận sau thuế nó cũng tăng gấp đôi. Và các bạn thấy không, đây là doanh thu nó là 2.000 tỷ trong năm nay, nhưng mà hiện tại á, vốn hóa của nó vẫn là tầm 2.700 tỷ thôi. Đây, vốn hóa hiện tại khi mà giá cổ phiếu hiện tại nè là 40.800 đồng nè, thì vốn hóa của nó vẫn có bao nhiêu đây thôi. Và mình thấy rằng là cái vùng này nó tích lũy hơi lâu rồi các bạn. Nên là mình nghĩ rằng là với cái vốn hóa này và cái doanh thu kỳ vọng như thế này, thì chắc chắn rằng là với cái vùng giá này mình đáng xuống tiền để đầu tư ha. Và đây là cái nhận định của mình vào ngày 6 tháng 2 năm 2024 nè, là cách đây cũng một tháng rồi các bạn. Thì mình nhận định là khi mà mình nhận định và mình nhắn vào cái nhóm kiếm tiền và du lịch á, thì cuối video mình sẽ có mã QR, thì bạn nào thích vô nhóm mình thì vô ha. Hiện tại thì có 11 thành viên, thì kênh của mình có mấy trăm người đăng ký, có 11 thành viên cũng là vui lắm rồi các bạn. Rồi mình nhận định là TV2 năm 2023 báo cáo tài chính á, có một ưu điểm là khoản phải thu từ công ty Cà Mau á, thì giảm 50% từ 1.000 tỷ còn 500 tỷ, dòng tiền của nó thì âm, phải vay nợ thêm để trả nợ nhưng tỷ lệ nợ không nhiều, không phải là nỗi lo. Trong năm 2023 doanh thu giảm 23%, chi phí nhân viên thì tăng gấp đôi, thì dường như hiện tại là dòng tiền tham lam nó đã bỏ qua các yếu tố rủi ro như là khoản phải thu hay là dòng tiền âm, ví dụ vậy, thì nó bỏ qua hết cái yếu tố rủi ro và nó hướng đến là các hợp đồng được ký mới trong năm 2024 này. Và mình nghĩ rằng sau khi quy hoạch điện 8 đã được phê duyệt một khoảng thời gian rồi, thì khi đó các công ty xây lắp này nó sẽ bắt đầu hoạt động chân chu hơn, và kỳ vọng á, dòng tiền tham lam kỳ vọng là sẽ có nhiều hợp đồng ký mới hơn, từ đó là thu tiền về nhiều hơn ha. Thì gần đây nhất á là dự án Trị An mở rộng, ở đây trên Quy các bạn coi cái tin tức nè, gần đây nhất á
thì nó có là dự án Trị An mở rộng. Thì mình chỉ đọc tin tức trên đây là mình sẽ có những số liệu rồi các bạn. Đây, alright. Đây, ký hợp đồng tư vấn khảo sát nè, lập tiền khả thi, lập hồ sơ dự án nhà máy thủy điện Trị An mở rộng ha. Cái bài này là ngày 23 tháng 1 nè, rồi khai trương phòng đào tạo hệ thống mô phỏng vận hành nhà máy điện nè. Đấy, thì kỳ vọng là năm nay nó ký nhiều hợp đồng hơn. Và xa hơn một tí là vào tháng 6 năm nay là mình sẽ biết được là sông Hậu 2 nó có ký được hay không. Và khi mà sông Hậu 2 ký được á, thì doanh thu là 10.000 tỷ một năm là nó là một cái vấn đề gọi là hiển nhiên các bạn. Và với cái vốn hóa mà 2.700 tỷ này á, thì chắc chắn luôn nó nhân 4 lần với cái giá này là chuyện bình thường ha. Kỳ vọng doanh thu 3.000 tỷ là hợp lý. Tại vì thời điểm này thì tiền lãi suất ngân hàng nó cũng đang gọi là tiền rẻ ha. Không cần biết nó xây dựng trong thời gian bao lâu, không cần biết thu tiền về hay không, chỉ cần biết là nó ký được một cái, nó ký được cái hợp đồng xong hậu hai được một cái là cổ phiếu nó lên thôi các bạn à. Và video của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu mà bạn nào thấy hay thì vui lòng nhấn nút like giùm mình chia sẻ với các bạn miễn phí. Và mình hy vọng là các bạn like lại cho mình miễn phí, chia sẻ lại cho mình miễn phí, thì chúng ta không ai nợ gì nhau hết các bạn à. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video đến đây. Nếu mà có câu hỏi thắc mắc nào, mong rằng bạn hãy comment ở bên dưới. Và cuối video này, bên cạnh đây thì có mã QR để vô nhóm Zalo, chúng ta cùng đàm đạo về chứng khoán cho vui ha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào lần sau.